tới rồi. Tươi. Thiếu không nhớ tới. Bé con em vậy là chị cũng mừng lắm mà tôi sợ. Dạ. Bé con. Dạ. Ở trên chơi rồi Hiệp nó về rồi sao? Cảnh gì em biết ảnh nói nhắn em nè, em nhắn ảnh rồi. Sĩ nói lo căng thẳng. Em căng thẳng á. Bị căng thẳng. Mà căng thẳng như vậy. Không, tại em bị thiếu ngủ. Bị thiếu ngủ rồi, chị thấy lên em nằm qua tại ngoài em ngủ mấy giấc, em ngủ 15 phút á. Chị biết thiếu ngủ. Cái nó bị nhức đầu em bị hoài à. Em phải coi, em đi vô tế bào gốc đi giống như chị đi. Chị không có ngờ đó, anh Châu Thanh kêu chị đó. Bây giờ chị đi vô đó, ông bác sĩ sẻ đó. Mà bây giờ chia sẻ thiệt á. Em thấy không, chị cũng không ngờ là chị lì vậy đó đó. Như chị có cái giọng thì tại vì mình không có ngủ đủ á. Mà dạ. Mình nói nhiều quá rồi diễn nhiều quá đó. Mình tập em được nhiều quá, tới đầu gốc rồi nha chị. Không, không chị hiểu thôi. Em còn trẻ nhưng mà cái đó là trong cái body của mình á. Nó thiếu thì mình phải chăm. Dạ. Đi vô đại đi cơ. Không, mình đi vô, mình lên khám rồi coi sao cái đó. Em vô khám đi. Chứ đâu phải mình lên. Mà ổng là em mà làm cho, em mà làm cho ổng là ổng làm free cho mình luôn á. Tại vì tiếng của Khương lớn lắm. Thì là mọi biết ổng mà, hỗ trợ. Ông nghe tiếng ổng hả? Đến hỏi tư vấn nha. Để chị gọi cho ổng nha. Vô qua vừa vô tới cổng bệnh viện làm hết nhất cho em. Vậy là bệnh sao? Tại vì hôm qua nó nhức đầu quá. Thiếu ngủ. Tôi bị nhức đầu, uống viên thuốc trị quyền mà nó cả tiếng nó chưa hết. Thường uống nó hết liền. Qua mà vô tới chẳng nó mới hết. Chị nói rồi mà, không chịu uống sớm. Không hết thì xong hơi lỡ vô thì cho nó vô được biển. Để vô luôn phải không? Thôi vô luôn. Thì đâu có gì đâu. Tại nó thật ra đó là em đã qua hết tất cả những cảnh chánh rồi, thấy không? Còn mấy cảnh nhỏ nhỏ không sao, với cảnh lớn mà không có em là theo tôi tùa luôn, là được mất nhân đại thôi. Bây giờ thấy mình quay thấy có một cái giống như chị Thông Nguyên mà đó, chị đột quỵ rồi, xin mình đi khám mình chặt đi khám chắc. Dạ. Em bị thiếu ngủ là em lên một là lên xe, em ngủ là em bị nhức đầu. Ai là em ngủ chập chờn cái bị nhức đầu vậy đó. Bị cái chứng này. Vì người ta nói nó giống như có lộn thần kinh. Đúng rồi, nhẹ. Đó là nhẹ. Bị thế ngủ giật cái này ăn cũng giờ. Không, với lại tụi mình bị giật quá. Ngôi sao mệt nhiều. Thì ngôi sao giờ có 2 tháng mà cũng 9 ngày. Đâu có, mà tụi chị thì 9 ngày còn em là 2 tháng. Em là 2 tháng. 2 tháng chuẩn bị 2 tháng. Hai tháng kia em cũng 2-3 giờ sáng không. Rồi tới phim chị nữa cũng chuẩn bị cả tháng. Rồi quay 10 ngày liên tục chị gì nói. Em thiếu ăn chứ thiếu ngủ chứ nó. À những đó thì ngủ ngủ. Thì giờ hiểu chưa? Sắp còn bao nhiêu nữa chị? Đâu có giờ quay liền á. Còn mấy cảnh đó. Bây giờ còn cảnh tại đợi Cương đó, giờ cảnh nhà xong rồi em vô hết trong cảnh buồn ngủ cho chị. Buồn ngủ chị xong rồi có một cái cảnh nhỏ trong này. Vậy hai thôi cảnh, à. Hai cảnh bên nhà Tuấn. Hai anh nhà Tuấn nữa xong rồi cái cảnh ngoài hiên của chị đó. Quay cái cảnh đó. Đốt đồ lại nữa cho chị là xong. 7 giờ. Rồi cảnh tôi bị vượt rồi đó. Thì đó sau đó. Bỏ cái đại ra luôn. Bỏ cây đại đi. Cái ảnh kẹt rồi. Là tôi một mình tôi bị khổ hả? Hay là em muốn chị không? Không, cảnh đó không xuất hiện chị được. Cái đó là chủ yếu là nhóm mạnh và mít túi. Mít túi hả? Không có chị. Để tư đại xong qua nhà kho. 7 giờ cho 6 rưỡi set up của chị đi. Không, em 6 rưỡi đi. Bây giờ mình cứ nhấn định 6 rưỡi set up chị cho tới 7 giờ xong. 6 rưỡi là quay được rồi. 7 giờ xong thì 7 giờ là em đi qua bên kia em quay tới 8 giờ. 8 giờ đến 9 giờ, 9 giờ 10 giờ đó. Là em có 3 tiếng đó, quay 2 cảnh, đủ à? Dạ dạ. À, đủ rồi. Nếu Khương thì lẹ, mít Khương với mấy đứa nhỏ nó quen, thao tác quen lẹ rồi. Ủa? Ăn cơm xong rồi? Khương cơm em ăn rồi luôn phải không? Rồi chơi. Cả nhà ơi, dậy cả nhà ơi. Hồi nãy tụi chị nghĩ là tụi chị nghĩ từ 12 giờ. Chính trang. Giờ hai nàng cánh phải và cánh trái của tôi cẩm thiêu kỳ và em Trang. Dạ. Em cái là gì? Linh Trang. Dạ, Linh Trang, còn họ là tên là Trang LTP. À, LTP. Dạ. À. Thì nó mới Trang. Mấy Trang thì cho nó dễ. Với cả nhà, hai nàng này nàng thì nói rằng là chị ơi, bây giờ còn một cảnh cuối của phim nữa, nhưng mà em tin chắc rằng là ngày mai 5 rưỡi chị dậy nữa.
mà chưa biết là đi đâu. Là tại quen nhất thôi. Kêu là chắc mai chị Hiền có buồn, nhưng em nói không, thế nào mai năm nữa chị Hiền cũng vậy à, à các em yêu ơi. Chị đem make up lên trên đường đi rồi nhé. Đây này là thì nói chứ chị sẽ nhớ tụi em lắm luôn, nhớ những tiếng la hét của em. Quay đi chị ơi, mình lấy tình yêu ơi, lắm cái tình yêu ơi, cảnh xa tập năm rồi đó, chị Ngọc Huyền mua. Má xong đèn xong rồi chị ơi. Cái đoàn mình giống như đoàn gia đình á con. Dạ. Thì nó có cái khác. Dạ. Còn mấy cái đoàn kia thì nó khác. Dạ. Cái đoàn này thì giống như mấy già nó ăn uống giật giả. Cười giật giả cỡ nào. Tôi mốt đoàn này mời tôi cũng đi đó, tôi nói thiệt luôn. Con đi mới giống như gia đình kỳ quá mà ăn uống cũng ăn về luôn á. Rớt mỏ luôn. Vậy xong đi nè, má được lên mấy ký nè. Chắc lên à. Lên đó. Chứ lên đây thì cho ăn rồi ngủ liền. Nhớ là đi bộ nhiều nha. Để giữ phọt đẹp vậy nha. Để giữ phọt đẹp cho để thư viện đó. Coi kìa sao má mập quá không kêu nữa. Nói chung tôi nữa nha. Đẹp. Mập tí cũng đẹp. Tại vì mập tí vẫn đẹp. Là thấy trẻ hơn. Đúng rồi. Dạ. Chị chỉ hết hẹn hò rồi kìa. Hẹn nhau rồi đó. Đây là phim tới là con không có nắm chữ chốt chánh nè. Con có nhiều cô đầu chánh lắm, mỗi con sẽ là một bạn. Dạ. Có trợ lý của chị Điền Hà. À, đó là chính. Mấy con là gã ngà chứ xong rồi tới cẩm vô trường. Là xếp lớp vậy đó, đứa nào mà bắt đầu tóc ra chị đó sầu riêng rồi là gã liền. Dạ. Là tụi em sẽ là bạn chị em của Hà Tiên là gã cuối cùng. Cuối cùng. Không biết là chị đạo Hà Tiên mới về chuyện gã nhưng mà hứa với mẹ là đi học xong đại học chắc cũng 29-30 đó. Đúng rồi. Học đại học lâu với hả chị? Cái ngành của bé chắc cái ngành của bé 11 năm. Wow. 4 năm đại học, 7 năm chuyên ngành. 4 năm đại học, 7 năm chuyên ngành. Đi lý ngành nào? Dạ nó muốn theo y á má. Dạ y 11 năm. Thì không biết nó học nổi không. Thôi cái nỗi già mỗi một con người nó có một cái số không có ai giống ai hết trơn á, cho nên á, nhưng mà mình làm mẹ làm cha thì bây giờ hả con nó muốn cỡ nào mình đi theo nó cỡ đó thôi, mình không ý kiến với cò đó, cho vậy thôi. Tại vì mỗi một người nó có một cái số cho nên mình không có cản được đó. Rồi Hà Tiên tới rồi nè. Dạ em tới đây. Sao muốn gì kỳ vậy? Dắt Hà Tiên tới Hà Tiên cho. Vô đây con. Em muốn nó thích con. Thôi vô ngồi đi. Con phải đi. Tại vì cái cẳng của tôi cẳng đi mà rửa tôi ngồi tôi không có ngồi đâu. Dạ. Chừng nào có dai tôi không có ngồi. Dạ bụng mũi dữ lắm hả con? Đi cái te tua. Vậy thì học được cái te tua rồi đó. Ngày cuối con hãy kiến máu cho mũi ở đây. Con tháng 12 con nghỉ được tháng mình. Tháng 12 thì đâu có 3 tuần thôi. 3 tuần về làm phim được. Làm phim 1 tuần thôi. Mê làm phim, mê làm phim. Không, tuần không nổi đâu em. Chuẩn bị này nọ là mình phải là 2 tuần. Không, từ bên đây là tụi em chuẩn bị tiền tiền hết. Phải 2 tuần chứ. Cái này cũng bị 10 ngày rồi. 10 ngày, chỗ 1 tháng như vậy. Không, là chị nói là làm trước. Nhưng mà Hà Tiên về là chỉ có 3 tuần thôi. Thì là cũng đúng 10 ngày đó, 3 tuần. Chị tiêu chí mà chị Điền nó bất lực chứ sao. Chị tính đi, nào được cũng hay, được thôi. Con thương Điền với mẹ Điền nha. Em thấy làm chung vui quá. Vậy thôi con kiếm con nào. Tại vì nếu mà Hà tháng 12 cho Hà Tiên làm phim nữa thì Hà Tiên sẽ giỏi hơn. À, tại vì ta trao dồi đó. Mũi này. Nhưng mà đây là lần đầu con tham gia thì phim đang thích không? Đam mê không? Dạ thích luôn á. Bởi vậy mẹ sẽ đầu tư phim. Đầu tư tháng 12 rồi đó, có lịch rồi đó. Ây da. Cho phim gì được. Được
Nói trước vậy. Quan trọng là phim phim sầu riêng lúc đầu là mẹ Huyền đặt, là mẹ Huyền nó là bộ phim kỷ niệm của gia đình của mẹ con. Đúng là kỷ niệm thì tụi em đóng mà tụi em làm chung mà tụi em cũng thấy thấy cũng đứng dậy mà gia đình chung luôn vậy đó. Vậy em ha. Đã ấm cúng rồi. Mấy cô chú trong đoàn, mấy cô chú diễn viên rồi nó có bà quý chị Huyền, quý gia đình chị Huyền. Chú phim vừa đó không? Đáng lẽ nào là gọi là chú chỉ nhận về phần đạo diễn thôi, thấy không, tổng đạo diễn chương trình thôi, mình thấy vui quá vô đóng luôn. Rồi nãy cánh cuối nè, cánh cuối đi mà cánh cuối là đông dĩ nhiên nhất, đông đúng rồi. Ủa vậy hả? Mời nhiều lắm đó, cánh cuối của tụi mình đúng rồi. Mời nhiều lắm đó mẹ, mời nhiều lắm đó. Đúng rồi, đúng rồi, cánh cuối bí mật, cánh cuối bí mật. À, đến chị đứng cảnh mới vừa qua ấy. À, cảnh cuối đó ha, đúng rồi, đúng rồi. Cứ biết mà quý bà con cứ đón xem sầu riêng sẽ biết được cái nội dung của cảnh cuối. Ở đây thường để bí mật được, không có sức bật mí. Không, mà phải nhờ chị với lại Hà Tiên sau này mà cái phim lúc mà phát sóng á, chắc chị Hà Tiên ở Mỹ rồi. Chị Hà Tiên phải quay lại cái phản ứng của chị với Hà Tiên. Không có chị ở đây. À, chị về đây. Chị về đây phải họp báo chứ, rồi phải cái gì đó. Cuốn máy gì gọi là gì? Ốc đòn. Ốc đòn. Ốc đòn. Ốc thì phải ốc liền chứ, ốc liền cũng không ốc mà luôn. Đúng không? Lòng dữ vậy. À, chúng ta gặp nhau thì mới nhớ nhau, chúng thôi xa nhau lâu quá. Bé này ở xa là bây giờ ốc gì nổi, giờ có hù qua ốc gì nổi ốc. Không, không, không có con ở đó nhưng mà sẽ làm truyền hình trực tiếp cho con. Truyền hình trực tiếp nha, thì đúng rồi. Con sẽ hưởng lớn, con sẽ hưởng. Ồ, rồi, bà tác giả của mình đâu rồi, bà biên kịch của mình đâu rồi? Dạ, bà biên kịch không, giờ bệnh luôn. Thôi mái ngày đầu tiên diễn con cảnh xong giờ bệnh luôn. Chị còn muốn bà cứ nợ chị cái cảnh đấy, cảnh vô xin lỗi. À, không, hay lắm con. Nhưng mà thôi đợi tới mẹ về đó. Mẹ bắt tôi cảnh mà cái ngày bắt đầu quay đó. Ngày họp báo là bắt bà phải viết cái cảnh đó cho mẹ. Để bỏ vào chị hay xin phim. Phim đó còn nữa, còn nữa. Cái gì khán giả sẽ thấy nhiều cái bất ngờ đó. Em đi học. Giờ đó là em đi học rồi. Đi học rồi. Vô năm ba này học rồi. Chúc con lượng lên. Vô năm ba này học rồi. Là em tự trường là ngày mấy em bắt đầu đi học lại là ngày mấy? Em có học lớp hè nên đầu tháng 8 là khoảng 4 năm tây tháng 8 là em về là em đi về đây học tiền luôn đó. Dạ. Về đây học tiền nó nhớ Việt Nam nữa. Cũng ai học liền chứ không là nhớ Việt Nam đó. Dạ. Mà năm nay, hè năm nay có nhiều cái để khoe với bạn lên. Đúng rồi. Tưng bừng luôn. Nhưng mà bao lâu rồi con mới về Việt Nam? À, khoảng 6 tháng rồi đó chị. Hay là 6 năm rồi, hồi đó con 14 tuổi mà. À, 14 tuổi rồi, vậy là 6 năm rồi. Vậy là 6 năm mình cũng được. Trong 6 năm này cũng có nhiều thay đổi lắm. Mình đang gặp Hà Tiên là lúc sinh nhất của Hà Tiên đó. Đang ở tuổi là thanh xuân để nói tháng 12 gặp lại nữa rồi. Tháng 12 gặp lại nữa về vụ bắt về ra Thường Sa đó là có một cái ấp ủ, một cái phim truyện của nữ danh ca Thanh Tuyền. Wow. Dạ. Yeah. Và bà sẽ viết về cuộc đời của bà. Thì Hà Tiên sẽ đóng lớp bà lúc nhỏ, lúc trẻ đó, lúc trẻ, từ trẻ cho tới thành tài thành danh, cái lúc lớn thì bà đóng. Nhưng mà không biết là có thực hiện kịp hay không. Và không biết là có thực hiện kịp tháng 12 hay không. Hoặc là cái project đó có ra kịp mắt khán giả hay không thì để bà đang tính. Thì bà chắc sau qua phim này chắc bà nói bà nội cho tiền làm. bà nói mẹ cái gì kịp quậy tài chánh này thì bà nội cho. Để như xong rồi mẹ nghĩ cho bà nội cho. Bà nội cho mà. Em cũng thấy có nhiều cô chú khán giả xem mấy cái hậu trường đó cũng có bình luận là Hà Tiên sao mấy Hà Tiên giống y chang mà giống bà nội, cũng nhắc đến con Thanh Tuyền mà nhất định là đẹp hơn bà nội, đẹp hơn mẹ luôn, nói vậy mới chịu. Và mỗi người có nét giống nhưng mà vẫn có một cái nét xinh khác nhau. Dạ, xinh khác nhau. Tôi là Hà Tiên, tôi có nét riêng. Học được câu đó.
nhiều lắm, đợt này học cũng nhiều lắm, chị Trang này, cái bên này gò mại quá trời luôn, giám sát đạo diễn, coi trong phim. Giám sát đạo diễn. Bây giờ mà vô tình huống nào mà giống là cái tiên sẽ phải coi trong phim hay không đó. Đúng rồi. Giám sát đạo diễn. Giám sát đạo diễn. Mình bay bịch miệng cái tiên lại cho cái tiên sẽ tiết lộ nội dung phim. Chèo em á, đây chồng coi. Ủa rồi ánh sáng mình về chưa? Không biết. Hồi nãy giờ Hà Tiên nói, ông trời ơi đừng có mưa nha con, còn một cảnh đừng có mưa nha, nãy giờ xinh quá trời. Thì sợ trời mưa đó. Hồi nãy nghe hối đi, cẩm kêu kì. Dạ, hối đi ra liền, đây, đây là những cái hối cuối cùng của chị. Hối cuối cùng, trong phim đầu tiên này của em đó. Để nó nói giùm chị đi. Dạ. Trời mưa xuống là rồi. Buồn luôn Hà Tiên, buồn luôn. Không mà tiên lắm không năm không nào mà có cảnh Hà Tiên là cứ xong như này là em thấy cảnh mấy chị em thay đồ chưa chị không, luôn luôn chuẩn bị trước tới lúc này thì mình phải nói là Phật trời tổ nghiệp rất là hỗ trợ mình luôn, mưa thuận gió hòa. Chứ đúng mà quay trong mùa mưa này tiến độ không thể nào chính xác 10 ngày. Dạ, em thấy không? Dạ, đúng. Đáng lẽ còn phải trễ hơn nữa cho mình. Đối với tụi mình là như vậy quá chuẩn luôn. Dạ, ông trời ơi. Chị nói là quá chuẩn luôn các em. Chuẩn lịch luôn. Quá chuẩn lịch luôn. Đúng như kế hoạch của mình luôn. Đúng như kế hoạch. Còn cái cảnh cuối. Còn cảnh cuối. Ủa mất thúi. À còn cảnh cuối sao cũng mất thúi. À. Mất thúi cho mất thúi. Vậy vậy Khương. Ủa mất thúi. Còn cảnh cuối cũng mất thúi. Còn cảnh cuối cũng mất thúi. Sao đó? Thì đó chị đó, ủa sao nó nhiều chữ vậy ta? Cảnh cuối cũng mất thúi. Khỏe chưa? Khỏe cái gì nè? Mê diễn ba. Thấy không? Làm đạo diễn thôi. Mà muốn có một cái kỷ niệm phim với Ngọc Quyền là vào đóng luôn. Với Ngọc Quyền với Hà Tiên. Đóng rồi mới có cái hình ảnh để chia sẻ. Mới vui. Rồi, trời ơi, xong rồi. Cảnh này gây cấn nha, cảnh này gây cấn luôn, cảnh này là kế cuối phim rồi tới cảnh của Khương Dừa là kết phim luôn. Hai cảnh là khéo khó nhất là điều quay nhanh ơi.